Kính chào quý vị và các đồng chí. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này gồm có một số nội dung chính như sau. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong tuần, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh trong năm 2020, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định, là tiền đề để tỉnh nhà hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2021. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn trong thời gian tới phát huy những thành tích đã đạt được. Tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, bảo đảm vững chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng, phương tiện để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thưa quý vị, nhân dịp năm mới 2021, Công an tỉnh tổ chức buổi họp mặt mừng xuân Tân Sửu. Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi họp mặt. Đến dự buổi họp mặt có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên là giám đốc, phó giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh, các đồng chí trong ban giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, báo cáo tóm tắt kết quả các mặt công tác của Công an tỉnh trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2021. Năm qua, Công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kép, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi họp mặt, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới đến cá nhân và gia đình các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh, cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh. Động viên cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, yên vui đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 1, phiên trụ bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Đối với lực lượng Công an nhân dân, công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đã được lãnh đạo Bộ Công an quán triệt, triển khai thực hiện từ rất sớm, với quyết tâm không để bị động bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau đại hội. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lực lượng công an tỉnh đã và đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch công tác, quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần vào thành công của đại hội. Trong những ngày này, trên mọi miền của Tổ quốc, từ thành thị đến các vùng thôn quê, đều được trang hoàng cờ hoa rực rỡ để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chuẩn bị đón chào mùa xuân mới, xuân Tân Sửu năm 2021. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh đã chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và phục vụ nhân dân đón chào mùa xuân mới từ rất sớm. Bằng kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bằng những phương án phối hợp công tác, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm, giữ cho những nẻo đường, góc phố, thôn quê được bình yên. Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương chủ động lập tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, không để chúng thực hiện các hành vi chống phá,
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trong thời gian qua thì công an tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đã phát hiện có 6 cái bài viết trên trang mạng liên quan đến nhân sự đại hội đảng của 2 đối tượng ở trên địa bàn tỉnh, phát hiện và đấu tranh gọi hỏi với lại số 1 đối tượng phát tán các thông tin, trong đó có đề nghị là thay đổi hiến pháp, thay đổi một số cái tên gọi của chức danh chủ chốt của đảng nhà nước. Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ban tuyên giáo tỉnh ủy, sở thông tin và truyền thông cũng như các cơ quan đơn vị có liên quan thì tăng cường tuyên truyền và quản lý cái trong lĩnh vực thông tin, báo chí, văn hóa, văn nghệ, đăng tải những cái thông tin chính thống có liên quan đến đại hội đảng để cho nâng cao cái nhận thức của người dân. Bên cạnh đó thì cũng là tăng cường kiểm soát cái an ninh, an toàn thông tin trên mạng internet và các trang mạng xã hội, kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý đối với những cái hành vi vi phạm. Là lực lượng trực tiếp bảo vệ an ninh trật tự tại các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm của tỉnh, lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã tăng cường lực lượng trực gác, trực chiến đấu, tuần tra kiểm soát, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm. Trong năm nay thì diễn ra đại hội đảng lần thứ 13, chúng tôi luôn có những cái biện pháp, ví dụ như là xây dựng các phương án là những cái trường hợp có thể là đột biến xảy ra để đảm bảo an toàn cho tất cả các mục tiêu trọng điểm, ví dụ như là đài phát thanh truyền hình hay kho bạc, hay là quan trọng nhất là cái trung tâm hành chính tỉnh. Ngoài công tác thường xuyên, chúng tôi là về ban đêm là cái lực lượng tuần tra kiểm soát là thường xuyên đều phải tăng cường, kể cả vấn đề người và phương tiện và vũ khí, và nhất đặc biệt là công tác phối hợp với các công tác địa phương, hay các đội nghiệp vụ, các phòng ban hay các ban ngành khác để đảm bảo tăng cường tốt hơn cái vấn đề bảo vệ đại hội đảng. Trên lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020, toàn lực lượng công an tỉnh đã ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu về kéo giảm tội phạm. Từ những tháng cuối năm 2020, lực lượng công an đã tăng cường quản lý địa bàn, tổ chức tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Nổi bật trong số đó là lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh đã triệt phá thành công đường dây mua bán vũ khí liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Văn Thế, 25 tuổi, trú tại Tân Phú, Đồng Nai, thực hiện. Để đối phó với cơ quan chức năng, Thế và khách hàng của y chỉ liên lạc qua mạng xã hội, thậm chí những tài khoản Facebook chúng dùng để hoạt động phạm tội cũng là những tài khoản ảo. Trước đó, Phan Hoàng Bảo Duy, 22 tuổi, và Nguyễn Ngọc Nhã, 25 tuổi, cùng trú tại thị xã Phú Mỹ đến chơi game ở phường Phú Mỹ, thì xảy ra mâu thuẫn với chủ tiệm. Nhã về nhà của Duy lấy khẩu súng rulo đưa đến cho Duy để đối tượng này giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả là một người đang chơi game ở đây bị thương. Sau hơn một tháng lẩn trốn, Duy và Nhã bị cơ quan công an bắt giữ. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khẩu súng Duy dùng gây án có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng. Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp nhận vụ án, điều tra theo thẩm quyền, làm rõ vụ án, thu giữ 34 khẩu súng, trong đó có 20 khẩu súng được xác định là vũ khí quân dụng, gần 1.000 viên đạn, 54 bình xịt hơi cay, hàng trăm dao, kiếm và nhiều tang vật khác. Nên chúng tôi với cái sự quyết tâm rất cao, tập trung lực lượng phương tiện để điều tra xác minh, làm rõ vụ án. Với cái số vũ khí này, nếu không kịp thời phát hiện và thu giữ thì là một cái tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Nếu được tuồn ra ngoài xã hội thì nó gây một cái nguy hiểm khó lường, đặc biệt là trong cái thời điểm lực lượng công an toàn quốc đang ra quân trong cái cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cái sự kiện trọng đại sắp diễn ra, đó là cái đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau một tháng toàn lực lượng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được đảm bảo an toàn. Điều đáng ghi nhận là số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh giảm sâu. Phạm pháp hình sự xảy ra 37 vụ, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 32 vụ, bắt 46 đối tượng, đạt tỷ lệ gần 87%. Cũng trong thời gian này, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ gần 100 đối tượng liên quan đến 15 vụ đánh bạc. Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, công an các đơn vị địa phương đã bắt gần 100 vụ, gần 150 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, phát hiện 157 vụ,
hơn 200 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Càng đến thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân càng tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng mua bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại tăng cường hoạt động. Trong một tháng thực hiện cao điểm, lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ 22 vụ, 29 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế. Một trong những thành tích nổi bật của lực lượng công an trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm kinh tế là đã triệt phá thành công một doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế biến rượu ngoại giả, thu giữ hàng trăm chai rượu các loại, khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng vi phạm. Việc triệt phá thành công cơ sở sản xuất hàng giả này thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp làm ăn chân chính và bảo vệ an toàn sức khỏe của người dân. Với phương châm chủ động phòng ngừa, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thông qua những buổi kiểm tra như thế này, cơ quan công an đã giúp chủ cơ sở nắm được những tồn tại bất cập trong công tác phòng cháy, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời, giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, của doanh nghiệp và người dân. Trong những ngày tới đây, trong suốt quá trình diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, công an tỉnh sẽ tiếp tục huy động 100% lực lượng, phương tiện, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn. Công an tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và đang đạt được kết quả tích cực. Ngoài ra, công an tỉnh đã chủ động kế hoạch phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn và các sở ngành, đặc biệt là với quân sự, biên phòng, triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn. Trong đó, các giải pháp trọng tâm như sau. Thứ nhất, tăng cường nắm chắc kịp thời tình hình địa bàn và đối tượng, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành động xuyên tạc, nói xấu, chống đảng và nhà nước. Phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở các hoạt động tụ tập, khiếu kiện đông người phức tạp, gây mất an ninh trật tự hoặc kéo ra trung ương, gây ảnh hưởng đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị trên các lĩnh vực, bảo vệ an toàn các cơ quan, các sự kiện quan trọng, không để xảy ra phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Hai là các lực lượng cảnh sát, công an cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh thực hiện xử lý chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm đồng hành hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen để kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, kiên quyết đấu tranh xử lý với tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường, tăng cường quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Duy trì và tăng cường hoạt động của các tổ tuần tra liên lực lượng của công an vào các giờ cao điểm, các địa bàn trọng điểm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm ngay từ hiện trường. Thứ ba, toàn lực lượng công an tỉnh ứng trực 100% quân số để sẵn sàng kịp thời xử lý từ sớm và ngay từ cơ sở các vụ việc phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới. Quán triệt phương châm thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, còn đảng là còn mình. Lực lượng công an Bà Rịa Vũng Tàu quyết tâm phấn đấu bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, phục vụ nhân dân chuẩn bị vui xuân đón Tết an toàn, hạnh phúc. Chương trình an ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.